Dương gia, hôm nay là ngày đại hỷ của người đấy. Kiệu hoa của Đông Linh đã vào thành rồi. Phụ hoàng muốn dựa vào chuyện liên hôn để ép ta lên ngôi thái tử. Ta lại càng ăn chơi thỏa thích ở Túy Xuân Lâu vào ngày đại hôn. Tiểu thư, Tề Dương này thực sự quá đáng, không hề xem Đông Linh ra gì. Người dù sao cũng là quận chúa Bình Tiên, do đích thân hoàng đế Đông Linh sắc phong. Hôm nay là ngày đại hôn, ngày ấy không đến đón thì thôi, nghe nói ngày ấy cùng một đám nữ tử say sưa ở Túy Xuân Lâu, quả là quá đáng quá đi mất. Túy Xuân Lâu mà ngươi nói là chỗ như thế nào? Nghe nói là thanh lâu có tiếng nhất ở thành Bắc Diên. Dừng kiệu, dừng, đặt xuống. Chuyển hướng sang Túy Xuân Lâu. Xuất phát. Dương gia, không, không xong rồi. Quận chúa của Đông Linh đã đuổi tới Túy Xuân Lâu rồi. Người mau trốn đi. Cô ta đến thì sao? Ta chẳng lẽ lại sợ cô ta? Các người cứ đợi ở đây. Các người cứ đợi ở đây, mình ta vào là được. Đi. Tiểu thư, người thân mang trọng trách. Tiểu thư đừng làm bậy đấy. Dương gia, cuộc hôn nhân này là do đích thân bệ hạ ban cho. Tiểu nhân sợ nếu người làm to chuyện thì không biết phải giải thích với bệ hạ thế nào. Chính cô ta quyết tâm muốn lấy bổn dương thì phải tuân theo quy định của Tề Dương phủ của ta. Hôm nay ta sẽ lập quy tắc cho cô ta. Cô chính là Phó Kỳ. Cô đến đây cũng vô ích. Cô đừng hòng bắt bổn dương giống như những nam nhân khác. Dù sao bổn dương đây cũng là... Ôi, trời ơi, ai cũng đúng là da dẻ mịn màng, da trắng mặt xinh. Chuyến này ta tới đây đúng là xứng đáng. Cô đừng chơi trò này với bổn dương. Ngươi xê ra. Các cô nương vừa nãy đang chơi gì thế? Hành tủ lệnh à? Hành tủ lệnh à? Cái này ta rành lắm. Ta sẽ dạy cho các cô trò mới hơn nhé. Nữ nhân này, bổn dương đang nói chuyện với cô đó. Ngươi im đi. Cứ kệ hắn. Các cô ngay ra làm gì? Tiếp tục tấu nhạc đi. Tiếp tục múa đi. Nào nào, bắt đầu đi. Bắt đầu từ đây. Cô ta bị làm sao thế nhỉ? Tề Dương, con càng ngày càng ngang ngược. Chuyện trẫm ban hôn mà con cũng dám làm trái. Ngày thành hôn lại dám chạy ra ngoài chơi bời. Thưa phụ hoàng, cuộc hôn nhân này cũng không phải do nhi thần muốn. Nếu không phải là để báo thù cho cha ta, ta còn lâu mới thèm gả cho ngươi. Chính phụ hoàng cho nhi thần liên hôn để củng cố liên minh với Đông Linh. Nhi thần đã làm theo ý của người rồi. Nhi thần đã đưa xính lễ, đội rước dâu cũng đến rồi. Còn những chuyện khác, phụ hoàng, người hiểu nhi thần mà. Nhi thần không làm được những chuyện giả dối. Cảm thấy con vô tình vô nghĩa thì có. Người ta là quận chúa do hoàng đế Đông Linh đích thân sắc phong. Người ta lấy con có gì mà thiệt thòi? Thiệt thòi cái gì mà lại chạy đến Túy Xuân Lâu? Đúng, Túy Xuân Lâu à? Những cô gái ở đó có đẹp bằng cô ấy không? Có à? Thật à? Con xem con. Là người ta giận tới mức nói bậy nói bạ rồi kìa. Không phải, không phải à? Nhi thần nói thật đấy. Những cô gái ở đó đều rất xinh đẹp. Con thấy nếu Dương gia muốn thì cứ nạp hết họ vào phủ. Như thế càng đông người càng vui mà. Hơn nữa, dân gian có câu nói rất hay. Càng đông người thì càng phát tài, nhiều người nhiều lộc mà. Điên rồi. Mẫu phi của con trước đây cũng thế. Miệng thì nói không sao, nhưng nửa tháng không thèm đối hoài tới ta. Nữ nhân ấy mà, toàn nói ngược. Trẫm là người từng trải chuyện đời nhiều hơn con. Dân thưa phụ hoàng,
Trẫm đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lập thái tử. Tề Dương, sau này phải cố gắng hơn để san sẻ với trẫm. Cố lên. Sau này con là Tề Dương Phi, phải nghiêm khắc quản thúc nó nhiều hơn. Nếu nó dám bắt nạt con thì cứ nói với trẫm. Được, trẫm sẽ xử lý nó.